Mới đây, gậy Như Ý và vòng Kim Cô của Tôn Ngộ Không trong tiểu thuyết đã bất ngờ được tìm thấy trong ngôi mộ cổ trên một ngọn núi ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Phát hiện này đã khiến các chuyên gia giật mình và hoài nghi về ngôi mộ cổ. Nhắc tới câu chuyện về ngôi mộ của Tề Thiên Đại Thánh, nhiều người cho rằng đây là việc hoang đường. Thế nhưng, giới khảo cổ Trung Quốc quả thực đã phát hiện ngôi mộ của Tôn Ngộ Không. Bên trong thậm chí còn tìm thấy gậy Như Ý và vòng Kim Cô. Thời điểm phát hiện, nhìn từ hình thức bên ngoài thì đây là một ngôi mộ kép. Sau khi xác định sơ bộ, nhóm khảo cổ nhận định thời gian xây dựng vào khoảng từ cuối thời Nguyên đến đầu nhà Minh. Hai ngôi mộ nằm với tổng diện tích khoảng 18m², mộ có chiều rộng 2,9m, sâu khoảng 1,3m. Đáng chú ý, một ngôi mộ có bia khắc 4 chữ Tề Thiên Đại Thánh, ngôi mộ còn lại khắc tên Thông Thiên Đại Thánh. Trong lúc đào bới, các nhà khoa học đã tìm thấy một khối sắt tương tự một chiếc gậy Như Ý. Không dừng lại ở đó, người ta còn tìm thấy một chiếc vòng sắt có hình dạng trùng khớp với vòng Kim Cô được khắc họa trong các tác phẩm. Sau khi tiến hành khai quật hai ngôi mộ và tiến hành giám định, các nhà khảo cổ xác định di tích này có niên đại từ thời nhà Nguyên. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, tác phẩm Tây Du Ký được Ngô Thừa Ân viết vào thời nhà Minh, trong khi ngôi mộ này lại có từ thời nhà Nguyên. Đáng tiếc, trong mộ cổ không phát hiện hài cốt. Các chuyên gia cho rằng dưới thời nhà Nguyên từng có một văn nhân tên Dương Cảnh Hiền, từng sáng tác bộ hí kịch cũng có tên là Tây Du Ký. Như vậy, Ngô Thừa Ân sau này rất có thể đã lấy cảm hứng từ bộ hí kịch này để sáng tạo nên tác phẩm của mình. Trong Tây Du Ký của Dương Cảnh Hiền, Tôn Ngộ Không còn có một em trai. Nhân vật này chính là Thông Thiên Đại Thánh. Có thể nói, trong những năm qua, nhờ những nỗ lực của các nhà khảo cổ mà các nền văn minh từng bị chôn vùi đã được tái tạo và bảo tồn cho thế hệ mai sau. Các thương nhân Trung Quốc đã chính thức sang thu mua vải thiều năm nay. Loại quả đặc sản này cũng đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Nông dân hái vải sớm bán được với giá cao chót vót. Theo đó, một chủ vườn ở Tân Yên, Lục Ngạn cho biết, sau vài lần trao đổi với thương lái, anh chốt được với giá là 70.000 đồng 1kg. Trước đó, gia đình đã hái bán vải u hồng được hơn một tuần nay. Giá loại quả này tăng từng ngày. Và hôm qua thì hàng loại 1 được bán với giá gần 60.000 đồng 1kg, trước đó giá chỉ 40 đến 50.000 đồng 1kg. Chủ một vựa thu mua vải thiều ở Lục Ngạn Bắc Giang cũng thừa nhận giá loại quả này đang tăng từng ngày. Đặc biệt là thương nhân Trung Quốc đến Bắc Giang thu mua vải thiều để đem về nước nên mặt hàng này luôn luôn đắt hàng bởi họ mua với số lượng lớn. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn cho biết, các thương nhân Trung Quốc đã sang Lục Ngạn để xem xét việc thu mua vải thiều xuất khẩu. Vải thiều Trà Sớm đang vào vụ thu hoạch, sản lượng ước khoảng 17.000 đến 20.000 tấn, chỉ bằng hơn 50% so với sản lượng năm ngoái do mất mùa. Nhưng đổi lại, giá vải lại rất cao, trung bình người dân đang bán được với giá 50.000 đồng 1kg. Tại thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc họp về chính sách tài khóa tiền tệ, thị trường vàng, tỷ giá, lãi suất nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước phải hoàn thành thanh kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5, theo yêu cầu của Thủ tướng. Tại công văn, Thủ tướng nhắc lại mục tiêu điều hành thị trường vàng, đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả, minh bạch, không để vàng hóa nền kinh tế, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính, tiền tệ, quốc gia. Cũng tại văn bản này, Thủ tướng giao trách nhiệm cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn thị trường vàng. Thủ tướng dẫn Nghị định 24 cho biết, Thống đốc có thẩm quyền quyết định phương án can thiệp cụ thể, bao gồm thời điểm, khối lượng, giá vàng và hình thức can thiệp. Thống đốc chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả điều hành, bình ổn thị trường vàng. Các phương án can thiệp thị trường phải đảm bảo hiệu quả kịp thời, không chậm trễ hay triển khai không phù hợp, giảm hiệu quả các công cụ điều hành của nhà nước theo yêu cầu của Thủ tướng. Cùng với đó, nhà chức trách cần có giải pháp khắc phục ngay và luôn chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Tại báo cáo gửi Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề, chất vấn, lĩnh vực xây dựng, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Luật Kinh doanh Bất Động Sản năm 2023 đã siết chặt việc phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã, tăng 81 địa phương so với quy định hiện hành. Theo đó, Bộ trưởng cho biết Luật Kinh doanh Bất Động Sản năm 2023 đã quy định chặt chẽ hơn việc chủ đầu tư kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án bất động sản. Cụ thể, luật quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở,
tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3. Như vậy, quy định mới sẽ cấm phân lô bán nền tại 105 thành phố, thị xã, tăng thêm 81 địa phương so với quy định hiện hành. Với những khu vực còn lại, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định khu vực chủ đầu tư có thể phân lô tách thửa và chuyển nhượng cho cá nhân tự xây nhà ở. Trong vài năm gần đây, thuốc lá điện tử hay là thuốc lá nung nóng xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt Nam. Các quảng cáo về thuốc lá thế hệ mới này đang nhắm vào giới trẻ và cho rằng đây là một giải pháp an toàn, thay thế cũng như là giúp cai nghiện thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, theo cảnh báo của Bộ Y tế, hiện nay chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào cho thấy thuốc lá điện tử an toàn hơn so với thuốc lá điếu thông thường. Đang nói hơn cả là đến thời điểm này thì thuốc lá điện tử hay là thuốc lá nung nóng chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Thế nhưng trên thị trường, người sử dụng thì có thể rất dễ dàng để có thể tìm mua. Dù chưa được cấp phép lưu hành, nhưng việc tìm nơi bán thuốc lá điện tử lại rất đơn giản, từ kín đáo cho đến công khai. Đi tìm mấy cái cửa hàng này của bọn em ít nhỉ? Nó không bán nhiều nhỉ? Không, tự ra bán rất nhiều ạ, chỉ là cho có thể là mình chưa hiểu, mình chưa biết được cái vị trí của nó ở đâu thôi. Chứ bên của em bán nhiều mà, đơn của em cả ngày nhiều lắm. Mua khó thì dễ, dễ ạ. Cũng bởi bán chạy nên mỗi ngày có cả trăm đơn hàng xỉ lẻ. Khách ở xa thì đã có ship, đơn hàng nổ liên tục. Có đơn đi bay vào liên tục, khách mua máy cũng nhiều, mua tin đồn nhiều. Thưa nó, thưa ra tại vì là mình chưa biết nên là mình nghĩ là nó là một cái dòng tiền nó hơi lạ, nhưng mà đối với khách quen hoặc là như bọn em thì nó là cái chuyện bình thường, khách người ta mua liên tục. Tới một ngày các em nó cũng tiêu thụ khắp nơi đấy, các em nó ship hàng đi. Vâng, bọn em đi ship toàn quốc mà. Đây em có rất là nhiều loại. Giá thì như thế nào em? Giá thì tùy là nó sẽ rơi vào từ 500 cho đến cả triệu cũng có. Loại này thì là giá như nào em? 950 một nghìn mấy. Còn cái loại như của em đây là 150. Trinh sát giám sát đối với anh em là mất có khi một tháng vài tháng chỉ theo dõi, vì họ cũng trá hình theo cái góc độ là vận chuyển hàng hóa, họ giấu ở trong những cái gói bim bim, gói kẹo để vận chuyển, thì đấy là những cái khó khăn. Việc ngụy trang sẽ khiến cho lực lượng chức năng mất nhiều thời gian nằm vùng là điều dễ hiểu. Chỉ khó hiểu là khi có nguồn tin nhưng lại phải chờ quy trình. Thế nếu như mà kiểm tra đột xuất theo cái nguồn tin mà phóng viên cung cấp thì không biết là có được không ạ? Chiều nay đi kiểm tra thì chúng tôi cũng phải quy trình, là ví dụ nếu mà đề xuất kiểm tra cũng phải thì chỉ đạo của lãnh đạo cục về, rồi cũng bây giờ hệ thống internet thông tin, nếu mà đi thì nó vẫn cũng phải có quy định. Không được bán này mà không sợ ai đến à? Bọn em sẽ phải làm việc với cả thị trường các thứ. Mỗi tháng là sẽ mất tầm 2-3 triệu công an thị trường. Tiết lộ trên khiến nhiều người cho rằng có thể đây là một trong những lý do giải thích vì sao ngày càng có nhiều cơ sở bày bán công khai loại mặt hàng chưa được cấp phép nhập khẩu này. 16 đơn đấy. 16 đơn. Trung bình một tháng bên em là tầm 150 triệu đến 200 triệu một tháng. 150 đến 200 triệu tiền hàng thôi á? Chứng tỏ người hút cái này cũng nhiều nhỉ? Cực kỳ nhiều luôn. Và bây giờ các cửa hàng nó mọc lên như lắm luôn. Hôm nay từ sáng là 10 giờ quán em mở, tính đến bây giờ là bán được 3,2 triệu. Còn tháng này nhé, tháng này bên em bán được 61 triệu rồi, mà tính từ ngày 1, hôm nay với ngày 11 tức là 10 ngày, trung bình mỗi ngày là 6 triệu rồi. Ừ nhỉ, còn tháng nhiều nhỉ. Chị có xem toàn thời gian không? Chị sốc luôn đấy. 3 tỷ 500 triệu, mà bên em có 7 cơ sở. Mà chỉ cái này là chỉ mỗi riêng cơ sở đều, đây là riêng một cơ sở này thôi. Một cơ sở này được 3 tỷ rưỡi. Đúng rồi, bên em có 7 cơ sở. Nếu lạm dụng cùng một số tạp chất khác thì rất có thể người dùng sẽ phải trả giá đắt, và khi đó sự hối hận đã muộn màng. Nó gọi là kiểu trá hình vào thuốc lá điện tử, nó sẽ là kiểu có tạp chất ma túy. Thì những chai có đấy, luôn á, có những chai đấy thì sẽ có nhiều, nó sẽ là kiểu tinh dầu cần sa, thì là cái đấy thì sẽ là những người pha, người ta pha để hút cái đấy thì nó nôm na nó sẽ là dạng ma túy lỏng, nhưng mà nó sẽ trộn cùng với tinh dầu bình thường để người ta hút. Cái đấy thì thường sẽ gặp ở mấy học sinh. Cái này các bạn học sinh cũng hút hay hả? Đa số bây giờ thì ngoài đường thì có thể bắt gặp được 2-3 học sinh hút.